Phần thứ nhất, chúng ta cùng nhìn lại kiến thức về danh từ. Chắc các con đã thuộc rồi, nên hãy nhẩm cùng với cô nhé. Danh từ có hai nhóm, đó là danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung để chỉ tên của một loại sự vật. Nhóm sự vật mà các con học ở tiểu học, đó là danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật, danh từ chỉ hiện tượng, danh từ chỉ khái niệm và danh từ chỉ đơn vị. Có 5 loại, các con nhớ nhé. Danh từ riêng đơn giản là tên riêng của một sự vật. Và đã là tên riêng thì các con nhớ nó luôn luôn được viết hoa. Ví dụ, chúng ta sẽ cùng tìm danh từ có trong câu thơ sau. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Trong câu thơ này, ta có các danh từ. Quê hương, danh từ chỉ khái niệm. Con diều, danh từ chỉ vật. Tuổi thơ, danh từ chỉ khái niệm vì con chỉ cảm nhận được thôi. Con, danh từ chỉ người. Đồng, danh từ chỉ vật. Dấu hiệu nhận biết của danh từ. Các con cùng theo dõi nhé. Nếu phân vân, không biết có phải là danh từ không nhỉ? Con hãy làm theo cách sau. Con hãy kết hợp phía trước nó từ chỉ số lượng. Ví dụ, những tình cảm, 5 bạn học sinh, vài giọt mưa. Như vậy, con đã thêm đằng trước những từ chỉ số lượng là những 5 hoặc vài